sánh ba chiến thần Titan 789 của nhà VS. Ba cái vợt đều có màu sắc độc đáo và khác biệt, đều sở hữu lớp sơn lì cứng cáp và bền bỉ. Cho nên ngoại hình mình đều đánh giá cao cả ba cái vợt này. Tiếp theo, điểm qua về vật liệu cũng như là công nghệ. Cùng một phân khúc là dòng Titan nên cả ba cái vợt đều giống nhau về cả chất liệu cũng như là về công nghệ. Tiếp theo là thông số kỹ thuật và đánh giá thực tế. Đầu tiên, cây vợt VS Titan 7 có trọng lượng 86,6g, điểm cân băng 298mm, điểm swing 87,5kg/cm², cùng với một chiếc đũa có độ cứng trung bình, cây vợt Titan 7 sẽ phù hợp với lối chơi công thủ toàn diện, linh hoạt trong trận đấu. Tiếp theo, cây vợt VS Titan 8 có trọng lượng là 89,1g, điểm cân băng 303mm, điểm swing 90,5kg/cm². Cây vợt phù hợp để chơi lối chơi tấn công, có đũa trợ lực hơn Titan 7 và Titan 9, giúp nó có khả năng hỗ trợ người chơi dễ dàng và linh hoạt hơn trong trận đấu. Cuối cùng, cây vợt VS Titan 9, cây vợt có trọng lượng 90,5g, điểm cân băng 304mm, điểm swing 93kg/cm², và cây vợt có cái độ cứng đũa trung bình. Ai là dân đánh đam mê sức mạnh, có lực cổ tay tốt thì cây vợt này được coi là một thứ không thể thiếu. Với điểm cân bằng lên tới 304mm là một cây vợt thuần công, bạn có thể đảm bảo rằng khi bạn đánh sẽ có âm thanh cũng như là sức mạnh, uy lực vang dội khắp sân. Cây vợt Titan 9 sẽ phù hợp với người chơi của lối chơi thiên công và lực tay tốt các bạn nhá. Cả ba cây vợt khi các bạn mua tại Ebershop đều có mức giá 599k, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán và bảo hành 6 tháng của nhà sản xuất. Ebershop, bán vợt vì đam mê.